Chương trình Nhạc tuyển quê hương do Đoan Trang phụ trách xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, cô Ngọc Diệp sẽ mở đầu cho dàn nhạc hôm nay của chúng ta qua một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An, bài hát mang tên Bài không tên số 8. Đoan Trang nói là bài hát mang tên nhưng thực ra đâu có mang tên gì đâu thưa quý vị. Nhạc sĩ Vũ Thành An thì mọi người đều biết, trước thời điểm 1975, ông sáng tác một loạt ca khúc mà ông không chịu đặt tên. Ông cho số 1, số 2, số 3, số 4 toàn là những bài không tên không thưa quý vị. Và bài không tên số 8 là một bản nhạc tình của ông rất được yêu mến từ nhiều thập niên qua. Mời quý vị nghe bây giờ với Ngọc Diệp. Chiều thơm du hồn người bềnh bồng, chiều không tim gọi người đợi mong, chiều trong cho mềm mây ướp nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào biên, người quen một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi tiếc những người còn nấu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bênh bông, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Chiều không im gọi người đợi mong, chiều trong cho mềm mây ướp nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào biên, người quen một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mai thêm. Bao lâu rồi tiếc những ngày còn nấu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bênh bông, về đâu thân này mòn mỏi không,
không. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là bài không tên số 8 sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, được trình bày qua tiếng hát Ngọc Diệp. Giờ nhạc hôm nay chúng tôi muốn đặc biệt giới thiệu với quý vị một khuôn mặt mới, tiếng hát mới, mới toanh trong chương trình nhạc tuyển của quê hương thưa quý vị. Tiếng hát của Minh Giang. Xin quý vị chào đón Minh Giang qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc được mang tên Dư Âm. Đêm qua mơ giang em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vườn làn sóng, yêu ai ánh nắng cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện dệt bao ước mơ. Em như lầu vắng, anh như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở bắt đầu anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát vang lên trong lòng gợi bao nhớ nhung. Để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung, anh muốn thành nhờ làn gió đưa em tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đàn. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở bắt đầu anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu,
dư âm tiếng hát vang lên trong lòng gợi bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung, anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa em tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đàn. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đàn. Quý vị nghe Minh Giang hát bài Dư Âm có được không? Và Đoàn Trang hy vọng các quý khán thính giả của Đài Quê Hương sẽ nồng nhiệt chào đón cô Minh Giang. Trong tương lai thì cô cũng sẽ cộng tác với truyền hình Quê Hương trong một vài tiết mục. Bây giờ thì trong bước đầu mà cô có giọng hát hay, thành ra cô đến với chúng ta qua chương trình Nhạc Tuyển thưa quý vị. Vâng, vừa rồi là Minh Giang với Dư Âm được viết bởi Nguyễn Văn Tý. Chương trình nhạc sẽ tiếp nối bây giờ bằng tiếng hát của Duy Khanh. Anh Duy Khanh thì Đoan Trang không cần giới thiệu nhiều với quý vị bởi vì anh đã xuất hiện nhiều lần rồi trong chương trình Nhạc Tuyển. Và với giờ nhạc ngày hôm nay, Duy Khanh hát một ca khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bài hát được mang tên Xuân Này Con Không Về. Biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái chăn nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu thiếu hoa vàng mừng xuân, bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm riêng, con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Thank you.
con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con, xin đợi ngày mai. Thưa quý vị, vừa rồi là Duy Khanh với Xuân Này Con Không Về, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nhật Ngân. Chương trình nhạc sẽ tiếp nối bây giờ bằng sự xuất hiện của Bảo Ngọc. Hôm nay Bảo Ngọc sẽ hát một bài hát ngoại quốc rất là nổi tiếng thưa quý vị. Bài hát này có cái tên là Help Me Make It Through The Night, được viết bởi nhạc sĩ Christopher Sun và đã được Lê Toàn viết qua lời Việt với tên là Cơn Say Tình Ái. Mời quý vị thưởng thức bây giờ qua tiếng hát của Bảo Ngọc. I don't care what's right or wrong, I won't try to understand. Let the devil take tomorrow, 'cause tonight I need a friend. Yesterday's dead and gone, tomorrow is out of sight, and it's sad to
to be alone. Help me make it through the night. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Thưa quý vị, vừa rồi là Bảo Ngọc với một ca khúc ngoại quốc đã được nhạc sĩ Lê Toàn viết lời Việt qua tên là Cơn Say Tình Ái. Chương trình nhạc của chúng ta hôm nay sẽ chuẩn bị kết thúc ở đây cũng bằng một ca khúc ngoại quốc. Và bài hát này rất được người Việt Nam chúng ta ưa chuộng từ lâu rồi, thưa quý vị. Anh Nhật Ngân và cô ca sĩ Ngọc Lan đã viết lời Việt cho ca khúc này với tên là Mùa Hè Năm Ấy. Cô Mỹ Thanh sẽ trình bày nhạc phẩm để kết thúc cho chương trình nhạc của Đài Quê Hương. Vâng, Đoàn Trang mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Mỹ Thanh với Mùa Hè Năm Ấy. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Bây giờ sẽ gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới.
tình em vẫn